lịch, một hai ba bốn năm sáu bảy, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Chào lại các anh chị và các bạn đến với kênh của Audio Toàn Nguyễn. Hôm nay Toàn Nguyễn lên dàn loa kéo lưu động 26 triệu đồng này cho một bác khách ở Đồng Nai. Dàn này thì cấu hình của nó như sau. Nó rất là khủng, rất mạnh luôn. Đầu tiên thì chúng ta nói tới thiết bị bên trong đi ha. Vỏ lo thì mình sẽ nói sau. Đầu tiên là một cặp bass Nessel con 76 từ 109. Đó. Và ở giữa là một cái sub 5 tấc con 100 từ 220. Với cái dàn này đánh rất lực, rất mạnh luôn. Tiếp nữa là trép RCF 750, rất sát, và họng trép là họng đại, rất rộng, nó phóng rất xa. Và tiếp theo là một cục đẩy CA 80, 80 sò 4 kênh, 80 sò chia cho 4 kênh. Và với cục đẩy này thì chúng ta có thể kết nối thêm một cặp 4 tấc 715 nữa, đánh vô tư luôn. Đánh cục đẩy này rất mạnh. Và tiếp theo nữa là một con Idol IP 100 25 mã, hàng loại 1 mới nhất, hàng đúc nhôm nha, đẹp lắm, cái tiếng nó rất diễn luôn á anh em. Và tiếp nữa là một con Vanguard cao cấp B3 FX8. Và sau cùng là một con một cặp micro hiệu Sua Ogre 23, mẫu mới nhất của dòng Sua đó. Rồi đi về cái tủ lo thì anh em nhìn thấy rất là hầm hố. Đây em đang thiết kế có cái tủ nè, đã hai học ha, hai học trước và hai học sau, đựng micro bên trong. Đây bên đây một học, ở phía sau hai học nữa, và nắp khóa trước khóa sau. Cái chiều dài của cái con này thì nó 1m4, chiều sâu đó là 60, chiều cao đó thì nó cao hơn 1m, 1m lẻ mấy. Nhạc thì đánh vô tư. Với cái thùng này thì anh em đi show đánh, nếu đánh ngoài trời thì khoảng tầm 120-130 khách, 120 khách đi cho nó chắc ăn. Còn nó trong nhà khoảng tầm 100 khách trở lại nha. Đó. Echo thì con này anh em nhìn thấy Lê 1 2 3 4 5 6 7. Đó. Echo thì không sợ thiếu. Cái con này nó có Bluetooth, em đang mở nhạc Bluetooth. Nó có cáp quang và có nút feedback chống hú. Rồi cổng AUX anh em có thể kết nối thoải mái, hoặc là cổng USB. Còn cách chỉnh của nó rất là đơn giản. Đây là âm lượng lớn nhỏ của nhạc, đây là âm lượng lớn nhỏ của mic, đây là âm lượng lớn nhỏ của echo. Và ở đây thì có những nút chỉnh, anh em muốn chỉnh cũng được, còn không khi mua thì bên Toàn Nguyễn sẽ chỉnh một lần cho anh em, về chỉ việc dặn lớn nhỏ và kết nối với Bluetooth thôi. Giống như ở đây là đầu tiên, ở đây là chúng ta chỉnh về echo này, hiệu ứng echo. Ở đây là chỉnh bass chép cho nhạc, cho mic. Ở đây là chỉnh bass chép cho nhạc. Đó, rất là đơn giản luôn, rất dễ chỉnh cho anh em. Đó. Còn ở đây thì mình còn dư một đường nữa, chứ phải câu thêm một cặp loa nữa. Rồi, bây giờ anh em chúng ta nghe nhạc một đoạn nữa nha.